Lần đầu tiên tại Séc đã bắt đầu áp dụng hệ thống ghi lại hành trình các tài xế qua đường sắt ở Ven Vinhe trong vùng Chinesco. Nếu tài xế vượt đèn đỏ tại chỗ giao nhau với đường sắt, hệ thống sẽ gửi dữ liệu về xe vi phạm quy định về chính quyền thành phố. Cục đường sắt Séc phối hợp với cảnh sát đã lựa chọn chỗ giao nhau với đường sắt ở Ven Vinhe để lắp đặt hệ thống mới theo dõi những trường hợp băng qua đường ray khi đèn đỏ và thử nghiệm hệ thống trong một năm. Các camera ghi lại hành trình của mọi ô tô và phương tiện ở hai hướng và trong mọi điều kiện. Chúng hoạt động cả trong sương mù, tuyết hay những điều kiện tương tự khác. Nếu người lái xe vượt đèn đỏ, hệ thống sẽ tự động gửi dữ liệu về xe của người này và chính quyền thành phố. Đối với xe trên 3,5 tấn thì sẽ gửi đến cảnh sát. Đối với hành vi vi phạm như vậy, ngoài việc bị trừ 7 điểm, người lái xe còn phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 5.000 korun và bị cấm lái xe trong tối đa là 6 tháng. Chúng tôi rất vui vì có hệ thống camera an ninh mới này ở Ven Vinhe, ít nhất nó sẽ mang tính chất phòng ngừa cho tất cả người dân trong khu vực. Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán với các làng khác để mở rộng phạm vi hệ thống sang các chỗ giao nhau đường sắt khác trong nước. Một trong số đó có thể là chỗ giao nhau ở Studenka, nơi cách đây 8 năm một chiếc xe tải Ba Lan đã bị tàu hỏa đâm vào làm 3 người thiệt mạng.